bốn mẹo chữa hôi miệng dứt điểm chỉ với một quả chanh. Liệu bạn biết rằng chanh cũng là một trong những mẹo chữa hôi miệng mà nhiều người áp dụng? Hãy cùng bác sĩ Cường tìm hiểu ngay cách để có hơi thở thơm mát cùng với chanh các bạn nhé. Và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Cường, nơi chia sẻ những kiến thức về sức khỏe răng miệng để chúng ta có một nụ cười tự tin và một sức khỏe tuyệt vời hơn mỗi ngày. Trước khi bước vào nội dung chính, cho những bạn chưa biết đến bác sĩ Cường thì tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Cường, đã tốt nghiệp bác sĩ và thạc sĩ tại Đại học Hà Nội và đã từng công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba, đầu ngành về răng mặt với hơn 10 năm kinh nghiệm. Và tôi cũng tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Đại học Yonsei Hàn Quốc, một trong 3 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc về lĩnh vực y tế. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để chúng ta gặp lại nhau nhiều hơn mỗi ngày. Và nhớ ấn nút quả chuông để mỗi khi bác sĩ Cường ra video thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được nhé. Bác sĩ Cường đã có một video về những cái nguyên nhân gây nên cái tình trạng hôi miệng và giải pháp, thì bạn có thể tìm kiếm thêm ở trên kênh của bác sĩ Cường. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm các cái mẹo đơn giản mà bạn có thể thực hiện tại nhà để có hơi thở thơm mát hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao chanh giúp trị hôi miệng hiệu quả nhé. Chanh là một trong những cái thực phẩm chứa nhiều axit tiêu diệt vi khuẩn gây ra mùi thì nhanh chóng. Ngoài ra thì vitamin C có trong chanh thì không chỉ có công dụng làm trắng da mà còn giúp bạn cả giảm thiểu các bệnh về răng miệng. Vì thế chanh được xem như mẹo để chữa hôi miệng cho những ai có gặp vấn đề về hơi thở kém duyên của mình. Mẹo thứ nhất là dùng nước cốt chanh. Đây là cách đơn giản nhất để loại bỏ mùi hôi ở trong khoang miệng. Bạn có thể vắt nước cốt chanh rồi pha loãng với nước để uống. Tuy nhiên là nếu bạn mắc các bệnh lý về đường ruột và dạ dày thì hãy cân nhắc khi mà áp dụng cái cách trị hôi miệng này nhé. Vì axit từ chanh có thể gây hại cho dạ dày của bạn ấy. Mẹo thứ hai là dùng hỗn hợp chanh và muối. Nếu không thể dùng nước cốt chanh để uống thì bạn có thể chuyển sang phương pháp súc miệng với chanh và muối. Cách này không chỉ giúp cho bạn đánh bay hơi thở có mùi mà còn tẩy trắng răng và giúp cho bạn có được hàm răng trắng sáng hơn. Việc cần làm là bạn chỉ cần vắt một quả chanh tươi để lấy phần nước cốt và pha loãng với 400ml nước. Sau đó thì cho khoảng một thìa cà phê muối biển và khuấy đều là bạn đã có một hỗn hợp để trị hôi miệng rồi. Một tuần thì bạn có thể súc miệng bằng nước chanh và muối khoảng 4 đến 6 lần sau khi mà bạn đã đánh răng sạch với kem đánh răng nhé. Mẹo thứ ba đó là dùng hỗn hợp chanh và mật ong. Hỗn hợp chanh và mật ong là một công thức quen thuộc để có được làn da trắng hồng và mịn màng. Thế nhưng ít ai ngờ rằng là khi chanh và mật ong kết hợp với nhau thì nó còn có công dụng làm sạch khoang miệng và mang đến cho bạn một hơi thở dễ chịu hơn. Và hãy cắt một lát chanh thành các lát mỏng rồi cho mật ong và chanh vào hũ thủy tinh để ngâm. Mỗi ngày bạn có thể lấy ra một lát và ngậm trong khoảng thời gian 5 phút là đã có thể đánh bay cái mùi hôi miệng rồi. Ngoài ra thì bạn có thể pha nước cốt chanh và mật ong để uống hoặc dùng làm nước súc miệng sau khi mà đánh răng thì cũng có công dụng tuyệt vời. Và mật ong thì sẽ giúp cho bạn kháng viêm, loại bỏ các mảng bám và thức ăn thừa ở trên răng. Tiếp theo là mẹo chữa hôi miệng với chanh và mật ong không khó nhưng mang lại hiệu quả vô cùng cao, phải không nào? Thì còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không dùng thử ngay nhé. Mẹo thứ tư đó là dùng hỗn hợp chanh và quế. Quế là một trong những cái thực phẩm có mùi hương dễ chịu giúp bạn thư giãn, và không chỉ dùng quế như tinh dầu để chăm sóc da, làm thơm phòng hay là làm nguyên liệu cho các món ăn. Bạn có thể dùng quế để kết hợp với chanh như một mẹo để trị hôi miệng hiệu quả. Cách làm là bạn có thể pha tinh dầu quế với nước cốt chanh và một ít mật ong nếu bạn sợ chua, rồi ngậm trong khoảng 3-5 phút, sau đó súc miệng lại với nước ấm là được. Và kiên trì sử dụng mỗi ngày thì bạn sẽ nhanh chóng không còn vấn đề với hơi thở nặng mùi của mình nữa. Thật tuyệt vời phải không nào? Giờ thì chúng ta đã có thêm 4 mẹo nữa trị hôi miệng từ chanh rồi. Và một trái chanh bé xíu mà quả thật là nhỏ mà có vỏ, đúng không các bạn? Và nếu tình trạng hôi miệng vẫn không cải thiện thì hãy khám và tìm hiểu nguyên nhân chính xác gây ra cái tình trạng hôi miệng này để xử lý triệt để hơn các bạn nhé. Và có bất kỳ điều gì thắc mắc về vấn đề hôi miệng thì hãy nhắn tin bác sĩ Cường sẽ tư vấn cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên chia sẻ và lan tỏa tới cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Cơ sở 1 Dr. Cường Dental, 28 phố 4 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa Thẩm mỹ Dr. Cường. Điện thoại 0974 598 669. Cơ sở 2 Eco Dental, 150C Thủy Nguyên, khu đô thị Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Facebook Nha khoa Eco Dental, Eco Park. Điện thoại 0965 485 669. Cơ sở 3 Ocean Dental, mặt trong tòa S208 Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa Ocean Vinhomes Ocean Park. Số điện thoại 0968 888 105. Website dcdental.com.